Sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách dán chân vịt để chỉnh cái cửa cuốn. Cái cửa cuốn 1/8 này mình chọn cái chân vịt 1 ly bên trái nha bạn, 1 ly bên trái. Rồi mình gột sạch ra nó đi. Sau mình sẽ dán cho cái gờ để cho nó chữ cho đúng thông số là 1/8. Các bạn sẽ dùng một nhựa mỏng và một nhựa xanh của một miếng nhựa xanh của mà cái làm rập và cải tiến đó bạn, nhựa xanh dán vô dán vô thì ta có cái cử 1/8 cho nó chuẩn cái giấy tùy theo đồ vải, nhất là cái vải vôn nó 1/8 nhưng mà nó không có thể mà ra đúng 1/8 được. Mình phải dán cái chân vịt cho nó dễ mai, giữ mí cho nó dễ. Đó, các bạn phải thấy dán cái này phải dán cho đẹp, dán không khéo nên nó sẽ dính cái chân vịt, nó sẽ dính keo vô chân vịt nha bạn, nó sẽ dính keo vô cái chân vịt làm cái chân vịt nó không có nhúng. Nên nếu như các bạn mà dán không có quen á thì các bạn tháo ra một tuần đoạn tầng một chân một để dán, còn nếu các bạn dán quen thì cứ để như vậy dán. Nếu gọt sạch sẽ cho nó đẹp nữa mà. Rồi, gọt sạch sẽ cho nó đẹp và dán nhớ chú ý là không được dính keo vô trong vịt đó. Xong rồi mình giờ mình rạch nhựa xanh để mình làm cho cái gờ nó mà. Còn nếu như các bạn không có nhựa này thì các bạn lấy cái nhựa dán trong vịt đó mà, nhưng mà cái loại nhựa dày các bạn, nhựa dày. Nhựa này cũng được, còn không các bạn lấy nhựa dán như vịt mà loại dày cũng được. Rồi là gọt sạch sẽ dán cho nó dễ ăn. Cái này trong vịt này cũng ít có ai mà dán mà nó không có dính, dán thì sẽ dính vô là nó không có nhúng, là sọ nó dính lại rồi nó sẽ không có nhúng, không có độ đoàn hồi của cái chân vịt mí này. Rồi thành ra nó nén như nói như vậy là nó không thành ra cái chân vịt mí nữa, nó phải nhúng đó. Và dán như vậy và để ở khoảng giữa là 1/8. Nhớ để cho nó là cái gờ nữa bạn, cho nó các bạn nhát bụi vô, nhát bụi vô. Mình làm cái gờ hoặc là giống như cái mũi tàu vậy đó, cho nên giữ cái mí lại thôi. Đó. Ít có ai này, ít có ai làm này, mình làm lại cho nó chắc ăn cái gờ. Và nó gọt sạch sẽ. Sau khi các bạn dán xong cái này gọt sạch sẽ.
phải đo đúng bên trong là 18. Bây giờ nhấn vào phải sẽ nhiều lúc cái xước. Rồi mình sẽ đo, đo thử xem. Rồi đo đúng 1.8. Đo đúng 1.8 nha các bạn. Rồi. Rồi ta sẽ cho một cái miếng nhựa nhựa mỏng ở giữa nữa cho nó gọi cho nó trơn nha. Cho nó trơn nha. Giờ mình sẽ dán một miếng nhựa mỏng ở giữa cho nó trơn. Bên kia mình dán nhựa xanh đó, nó dày. Mình sẽ dán một bên nhựa mỏng. Nên nên như vậy mình chọn loại nhựa dày, mình dán bên hai bên hông. Đó. Và một cho một miếng nhựa mỏng ở giữa cho nên như vậy nó mới có cái gờ được. Có cái mấy có cái gờ. Còn nếu như các bạn mà dán nhựa nhựa mỏng bên hông cũng được, nhưng mà còn bên trong thì các bạn phải đánh bóng đi. Đánh bóng cho nó trơn đi. Không phải dán ở giữa nữa, nhưng mà tốt nhất thì dán ở giữa, tại vì dán ở giữa mình sẽ khoét một lỗ bằng bằng kim, bằng lỗ bằng cái kim thôi, to cái kim nhưng mà cũng nghĩa là khoét một lỗ, rồi chuẩn bị mình sẽ khoét ở giữa kỳ cái kim để cho cái nó giữ miếng vải, nó giữ miếng vải này. Rồi, cái này dán dễ bị dính vô cái khe nữa lắm nha các bạn. Khe trong bịch lắm. Dán vô là nó dính vô đó là mình không nhúng. Rồi chúng ta dán thiệt kỹ. Chúng ta khoét một một lỗ ở giữa kề ngay chỗ cái kim, không phải nhỏ đâu, cỡ đó như vậy đó các bạn, cho nó giữ cho nó mí nó khỏi. Thường thường nó mí mình chạy này là thường thường hay bị bọng mũi, hay bị bọng mũi, mình dán nó không đỡ bọng mũi mà nó giữ mí không đều đúng không ạ. Đó, giữ chỗ đó. Rồi như vậy là trong việc mình đã làm cũng hoàn thành rồi đó. Rồi các bạn vừa nhớ nhúng rồi, cho nó có được nhúng rồi, không cho được chín. Rồi sau khi chúng ta đã dán trong việc rồi thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lắp chân vịt và chỉnh cái cử này. Và nếu như các bạn thấy video này giúp ích cho các bạn trong công việc thì các bạn hãy đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Vì sắp tới mình sẽ làm tất cả các video, tất cả các máy, các loại máy cho các bạn xem. Vì mình đang làm công việc này nên là cũng cái công việc này là nó đến tay nghề thì vô hạn nha bạn, không có ai giỏi hơn ai hết, luôn luôn phải học, đi ra nhiều cái mặt hàng này mặt hàng kia luôn luôn phải học các bạn. Tuy là một máy một kim nhưng mà nó gặp nhiều cái mặt hàng, nhiều cái mặt hàng cần phải sửa, cần phải học, nên là cái này cứ không phải là ai cũng giỏi thôi các bạn, ai cũng phải học. Làm cái mặt hàng này công ty này lại khác với công ty kia, mặt hàng kia chứ không có mặt hàng nào giống nhau ấy, nên chúng ta phải học liên tục. Cái nghề sửa máy này mình học liên tục thôi. Đó, rồi chúng ta phải tiến hành lắp cái chân vịt vô. Các bạn mà cảm thấy mà cái video này hay thì các bạn nhớ đăng ký nha.
Rồi cái nếu các bạn mà thấy có cái gì mà muốn trao đổi thì cứ bình luận nha các bạn, Google bình luận lần bình luận, mình sẽ gắn. Còn cái cữ cái này thì các bạn mình thì đang may cái mặt hàng nó hơi dày nên là mình cần phải cho cái cữ hơi rộng hơn 1/8 tí, tại vì nếu như mà mình may 7 vuông á thì mình hơi cho cái họng nó hơi hẹp, nhưng mà cái này cái vải này nó hơi dày, mình cho nó chui vô nó cuốn đẹp thì mình cho hơi nong nong cái họng cữ ra tí. Rồi các bạn gắn thì nó cũng đơn giản thôi, gắn vô ngay ngay chỗ cái rãnh mình đã dán vô cái chuẩn bị đó thôi. Nếu như các bạn máy thì phải lột bãi nha, lộn cong. Nếu như lộn cong mà nó hay xì, các bạn có thể đổi cái bằng lừa ba cầu nha các bạn. Bằng lừa ba cầu, bằng tra cự sát vô, bằng lừa ba tra. Rồi, này bằng lừa, này bóng cào. Bãi nó cũng dễ nha, chúng ta tra bằng lừa bóng cào. Bóng cào thì nó hơi xa, nếu để sát vô thì nó sẽ vướng vô cử. Cái bằng lừa sẽ vướng vô cử. Còn nếu như mà hàng khó cua cái độ cong, các bạn phải thay bằng lừa ba cào, và cái cào mà nó dài các bạn mài bớt đi để cho mình đãi cái cữ vô sát cái chân vịt các bạn. Mình cái nếu hàng khó các bạn thay bằng lừa ba cào và đãi cái sát cái họng cữ vô và vô trong cái kim để cho nó khỏi xì, nó khỏi bị hợp vặn. Còn cái vải này thì nó không vặn, nó cũng dễ, nên là mình để cái bằng lửa bóng cầu như vậy. Mình tiến hành mình mai. Mình tiến hành mình mai. Nó mình dán nhân vịt đã chuẩn rồi và cái cữ đã nó hơi rộng hơn rộng so với cái vải rồi thì mình có thể để như vậy mình cũng thôi. Như vậy là ra đúng.